Tại lễ kỷ niệm 2 năm thành lập Câu lạc bộ vì sức khỏe cộng đồng thuộc Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, câu lạc bộ đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm hỗ trợ nâng cao ý thức chăm sóc, tự bảo vệ sức khỏe trong nhân dân. Câu lạc bộ tập hợp đội ngũ gồm các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, các tình nguyện viên có kiến thức và am hiểu về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng với nhiều mô hình hoạt động khác nhau thời gian qua bên cạnh việc vận động trao tặng thuốc men trang thiết bị y tế khám bệnh và cấp thuốc miễn phí câu lạc bộ còn tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho các trường mầm non phổ thông trong thời gian tới câu lạc bộ sẽ mở rộng hơn nữa mô hình tập huấn kỹ năng sống cho các trường mẫu giáo học sinh cấp tiểu học triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần câu lạc bộ cũng đã chính thức thành lập ban bảo trợ về sức khỏe nhằm hỗ trợ về chuyên môn trong những chuyến khám bệnh nhân đạo tư vấn tâm lý Dịp này, câu lạc bộ vận động quyên góp 10.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chính thức ký kết cùng các đơn vị đồng hành trong năm 2024.